hoặc là tới cửa hàng đập ngay mật mã, tới gặp Kim Luyến hoặc là có liên hệ trước với Luyến để được hỗ trợ 2 triệu đồng tiền xăng xe nha. Quá là đơn giản, hoặc là tới trước cửa hàng xem video clip này của Luyến, tới trước cửa hàng nói là có liên hệ trước với Luyến là đã được hỗ trợ 2 triệu đồng cũng như là lãi suất bao rẻ cho mọi người luôn nha. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu Bảy Vinh nha mọi người. Thì hôm nay mình lại quay cho anh chị và các bạn một số dòng Tycoon mà rất là hot luôn. Hiện tại thì S150 và S155 là hai cái dòng xe mà được rất là nhiều người chuộng nữa. Kèm theo đó là đối thủ cạnh tranh là VinX nữa. Thì trong clip này mình sẽ báo cho anh chị và các bạn luôn. Thì đồng hành giới thiệu mình trong hôm nay thì có em Luyến sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị và các bạn ha. Mời Luyến ạ. Dạ, em chào anh và xin chào tất cả mọi người nha. Thì cảm ơn các bạn đã tới với cửa hàng xe máy Bảy Vinh. Và em là Kim Luyến, hôm nay em sẽ review và cập nhật giá xe mới nhất trong cuối tháng 7 cũng như là đầu tháng 8 và những chương trình ưu đãi khi có liên hệ trước với em Luyến nha. Khi mọi người mua xe có liên hệ với em Luyến qua số điện thoại hoặc Zalo 0905 299 064 hoặc là tới cửa hàng đập ngay mật mã, tới gặp Kim Luyến hoặc là có liên hệ trước với Luyến để được hỗ trợ 2 triệu đồng tiền xăng xe nha. Quá là đơn giản, hoặc là tới trước cửa hàng xem video clip này của Luyến, tới trước cửa hàng nói là có liên hệ trước với Luyến là đã được hỗ trợ 2 triệu đồng cũng như là lãi suất bao rẻ cho mọi người luôn nha. Thì hôm nay Luyến sẽ đi vào báo giá và cũng như là review về em xe Accenter 155 cũng đang được hỏi rất là nhiều trong thời gian gần đây luôn. Thì cửa hàng em Luyến hiện tại là còn được 5 em xe S150. Đầu tiên là một em là em xe S150 màu trắng đỏ đen. Còn duy nhất một em thôi, cho một anh chị khách nào may mắn nhất nhanh tay liên hệ tới Kim Luyến nha. Một em Accenter 150 này cửa hàng em Luyến chỉ bán với giá là 44 triệu thôi, và đặc biệt là không cần trả trước luôn nha. 44 triệu và không cần trả trước đối với em xe Accenter 150. Thủ tục chỉ cần duy nhất chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân thôi. Chỉ cần cầm chứng minh thôi lên là đã có thể sở hữu ngay về một em xe Accenter 150 rồi. Và duyệt hồ sơ rất là nhanh chóng, trong vòng 15 phút thôi là đã có thể lấy xe rồi nha. Giá này là giá đã bao VAT đúng không? Dạ đúng rồi anh. Ok. Dạ, giá xe thì Luyến báo đã bao gồm VAT rồi, chưa có tiền biển số thôi, chưa có bao gồm giấy tờ biển số. Mọi người ở huyện nào, tỉnh nào thì cứ nhắn tin qua Zalo cho Luyến, Luyến sẽ báo giá chính xác về biển số cho mọi người luôn nha. Rồi ok. Phía bên là một cái phiên bản mà mình nghĩ là gần như là nó luôn luôn hot, nó chưa bao giờ lỗi thời luôn. Dạ. Đó là màu đen tem vàng nha mọi người, đen vàng đồng á, người ta thường gọi như thế ha. Dạ, hiện tại thì bản này thì giá như nào em? Một em xe màu đen vàng này cửa hàng em Luyến cũng chỉ bán với giá là 44 triệu thôi. 44 triệu một em xe màu đen như thế này. Và Luyến cảm thấy như màu đen á thì nó cũng rất là thích hợp luôn, tại vì nó không có kén chọn người hay nó cũng không có cần phải chọn lọc như thế nào hết. Tại vì nó rất là phù hợp cả cho những người trẻ và những người trung niên, mọi độ tuổi luôn đều hợp với đối với em màu đen như thế này. Ok. Dạ. Màu đỏ nhám thì như nào em? Nói đến em màu đen không phải là để dìm em màu đỏ, tại vì em màu đỏ cũng rất là được chuộng luôn á. Một trong hai em này cũng gọi như kiểu là trong cửa hàng em Luyến á, những em trưng bày thế này là được bán rất là nhanh luôn, mà hiện tại á nhập đâu hết đó, chỉ còn duy nhất được 4 năm em thôi á, 4 năm em S150 thôi. Thì mọi người cứ nhanh tay liên hệ qua cho em Luyến nha. Một em xe S một đỏ màu đỏ này á cũng chỉ với giá là 44 triệu thôi, cũng không cần trả trước cho em Luyến luôn nha. 44 triệu không cần trả trước, chỉ cần cái chứng minh lên thôi là đối với những ngày cuối tháng lương như là cuối tháng 7 nè, cuối tháng lương mọi người có thể để dành tiền để tiết kiệm hoặc là chi tiêu sinh hoạt thì cũng có thể góp một em xe S150, hoặc cũng như là những bên em Luyến còn hỗ trợ không trả trước rất là nhiều dòng xe luôn á mọi người. Đó. Nhưng mà em nhớ là những anh chị và các bạn ở xa liên hệ với em thì nhớ là hỗ trợ cho anh chị và các bạn. Mọi người ở xa có liên hệ qua cho các em Luyến nha, em Luyến sẽ hỗ trợ mọi người 2 triệu đồng tiền xăng xe đối với dòng xe Accenter 150 nha. Hỗ trợ lên tới 2 triệu đồng ạ. Ok. Rồi, phía bên này thì anh thôi cũng một vài mẫu báo nhanh thôi cho anh chị và các bạn là S155 hiện tại bản tiêu chuẩn thì giá như nào em? Dạ, S155 thì bên em gồm các phiên bản là phiên bản tiêu chuẩn này, phiên bản cao cấp, phiên bản xanh GB và phiên bản giới hạn. Thì đối với em xe tiêu chuẩn thì rất có 5 màu, thì mọi người có nhắn tin qua Zalo cho em Luyến nha. Em Luyến sẽ báo chính xác về 5 màu đó. Còn bên cạnh em Luyến này có 2 màu phiên bản tiêu chuẩn này. Thứ nhất là màu trắng đỏ đen, thứ hai là màu đỏ nhám. Thì đối với một em tiêu chuẩn cửa hàng em Luyến chỉ bán với giá là 44 triệu rưỡi thôi. 44 triệu rưỡi đối với một em xe phiên bản tiêu chuẩn. Và khóa xe mất cây thì cũng có 2 màu là gồm là màu đỏ nhám và cũng như là màu trắng đỏ đen luôn. Thì khóa xe mất cây cửa hàng em Luyến cũng chỉ bán với giá là 46 triệu thôi nha. 46 triệu. Cũng không cần trả trước luôn đối với dòng xe Accenter 150. Cao cấp.
là 47.500.000 đúng không? Dạ đúng rồi anh, màu này là màu giới hạn và okay. cũng được màu xăng lùng nhất luôn, hiện nay luôn. Chỉ có 47.500.000 thôi. Ok. Rồi. À, còn một sẵn đây mình thấy có cái em độ màu rất là đẹp mọi người. Vinder X nè. Hàng này bây giờ gọi là hàng bảo mẫu á. Dạ. Tại có vẻ như khi nhìn vô cửa hàng là thấy em này có vẻ là nổi nhất luôn anh. Đúng có rồi. Vẻ là nổi nhất tại vì nó cái màu của nó thứ nhất là rất là nổi bật, thứ hai là với cái màu sơn á, thiết kế của màu sơn là em thấy là rất là độc lạ luôn. Và mọi người nhìn á, sơn này á được bảo hành 3 đến 5 năm màu sơn cho mọi người luôn, và đặc biệt hơn nữa là sơn chính hãng luôn cho mọi người nha. Đây chính là Winner V2 phiên bản CBS cũng như là ABS, bên em đều có luôn. Một em như thế này cửa hàng em chỉ bán với giá là 37.000.000 thôi, là ba màu sơn cho mọi người rồi nha. 37.000.000 đối với mẹ em một em màu sơn, và đặc biệt cũng không cần trả trước đối với một em xe Winner X màu sơn luôn nha. Rồi ok, thì đó là mình vừa báo nhanh cho anh chị và các bạn ba dòng xe mà như ở đầu clip mình nói ha. Thì anh chị và các bạn nào mua những dòng nào thì chịu khó nhắn tin qua số điện thoại của em Liếng ha, số Zalo mình để trực tiếp bên trên nha. Cảm ơn mọi người đã xem clip ha. Mọi người cần Liếng báo giá dòng nào thì mọi người cứ comment bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại ha.